Hey, hai nhóm miền Tây chào tất cả các bạn nha. Chào hết mấy anh em đam mê nuôi lươn nuôi ốc ha, nuôi ong nè. Hầu như miễn mà anh em nào thích nuôi tất cả các con gì là hai nhái chào hết. Đó. Thì trong những cái video trước á thì hai nhái làm lộn xộn nha anh em. À, anh em cứ miễn mà mình hên hên mình gặp được cái kênh của hai nhái miền Tây thì cho hai nhái miền Tây xin một lượt đăng ký ha. Với mình bấm vào cái chuông thông báo để đón được những cái video tào lao mía lao của hai nhái búp lên nha anh em. À, tại vì mình búp lên tùm lum mà. Đó, nó không có theo một cái chủ đề. À, ba hồi cái quay ngang nấm, ba hồi cái quay ngang ốc, ba hồi cái quay ngang là cái lương, cái quay hồi cái quả ong. Đó, tào lao mía lao không? Nó không có chuyên về một chủ đề. Nhưng mà cái gì cũng có ở trong này. Nếu anh em nào mà cùng sở thích tào lao mía lao như hai nhái miền Tây thì mình còn chần chừ gì nữa mà không chọt vào cái chuông thông báo rồi bấm luôn đó là cái đăng ký kênh cho hai nhái miền Tây đúng không? Đó. Và bữa nay hai nhái miền Tây sẽ quay vòng vòng ở cái gọi là cái gì đây ta, cái giường mai này. À. Rồi. Để mình quay lại cái đó rồi lại đi rồi ok, đây là một thùng nè anh em. Đó, thấy cái thùng này nó có khác gì cái thùng ở dưới đâu ha. Đây là một thùng rồi, mình tạm thời mình dừng cái video chứ mình không tắt hàng, mình tạm thời mình dừng đi đó. Rồi hồi nãy là ở bên đó là một thùng anh em, rồi bây giờ ở đây là một thùng nữa nè ha. Anh em thấy giống hệt không? Rồi xéo cái bên gốc mai ở bên kia đó anh em thấy xanh xanh ha, đó là có một thùng nữa, còn dài qua qua bên kia nữa là còn thùng nữa, nó nằm ở bên kia nữa ha. Rồi mình tạm thời ngưng cái video, mình xuống đây mình bật cái thùng dưới kia lên cái nữa đó. Cái cốt lõi của cái video này là khoe thùng đó. Cốt lõi là mình khoe thùng ong anh em đó. Đây thùng này. Rồi, thùng này anh em thấy sao? Y gan gì đâu có khác với cái thùng ở trên kia đâu phải không? Tại vì mình đi mua cái thùng mót mà. Trời ơi, cái thùng này bây giờ nó sai quá chừng luôn nè anh em. Không có mặc đồ bảo hộ là không dám lại gần ha. Bữa hổm á hả, lại gần nó đóng úng con mắt luôn anh em. Không phải đơn giản nữa đâu. Đó. Rồi bây giờ mình tắt cái này đi. Rồi. Mình quay qua bên này. Mình đi lên đây. Ở đây còn ổ anh em. Đó, ổ này cũng dữ dằn luôn nè. Nhưng mà nó mình chưa có thời gian để mà lấy cái ổ đó vào trong thùng anh em. À, giờ mình đi qua bên kia mình thăm cái ổ bên kia đi ha. Vườn này thì ngoài mai thì không có cái gì nữa. Đó. Mai nữa. Ngoài là mai thôi, không có gì đâu. Từ mai giờ tới mai thôi, mai bên thiên mai luôn nè. Rồi bên đây thùng nữa nè anh em. Rồi đây thấy không, thấy con ong mà nó đổ ra ngoài nhiều như vậy thì thùng này cũng sai đàn. Hôm rồi nó the le the có mấy con anh em. À, giờ nó sai đàn rồi, nó nhiều. À, rồi. Rồi cái giờ mình đi qua bên đây anh em. Ôi, lội mệt luôn á. Đây mai nữa nè. Đó. Bên đó mai nữa. Wow, bên đây mai nữa. Rồi bên đó mai nữa. Rồi đây mai nữa. Núm gì quá chừng luôn. Đó. Hồi nữa đi mình coi. Rồi đây là một thùng ong nữa anh em. Anh em thấy y gan nhau không? Đó. Đấy. Cái nguyên lý mình làm là mua cùng một loại thùng, xong rồi kèo là làm 8 cây kèo. Đó. Căng dây đồ nha anh em ha. Trên kênh hai nhái miền Tây thì cũng có cách làm kèo rồi đó, khoan lỗ, căng dây làm cho nó kỹ, nhất là kèo. Còn thùng mót này thì nó bền đó, bảo đảm là nó rất là bền, nếu như không có gà là nó rất là bền anh em.
Đó. Mấy cái thùng này thì vô hồi cách nay là khoảng tầm 2 tuần. Quân thì cũng đông nhưng mà chưa sai, chưa đổ ra ngoài. Chừng nào quân nó sai, nó đổ ra ngoài thì mày có mặt anh em. Đó. Rồi tạm thời mình tắt cái video đi. Rồi. Và bây giờ mình đi vô. Ui. Lang thang. Mấy cái gốc trống này là bứng lần á anh em, bứng lần đi về ruộng. Trong ruộng còn 5.000 mét vuông ở trong trỏng là đem về trong trỏng hết. Đó. Đâu đi qua bên đây đi. Đặt camera mà cỡ dày nè anh em, đây nè một chùm luôn đó, thấy không đó, đặt camera mà một chùm luôn đó, còn bị mất đồ. Đây góc này khủng không anh em nè. Ồ, đã chưa. Gan tài. Bên kia, bên góc bên đó cũng giữ nè, góc bên này cũng giữ. Đó. Góc đó bự. Bên đó. Đúng luôn. Ở đây. Cái góc này cũng ghê gớm lắm nè. Mai không thôi. Đó. Chưa. Cổ thụ. Lên đế không. Rồi đây là thùng, đây ong nữa nè anh em đó. Rồi hai nhái miền Tây mình gửi cũng rất là nhiều đó. Ổ này nó muốn già anh em, lúc trước là nó bị kiểu như mình đi gửi á thì có thùng lẻ gửi xa quá, cái nó bị là kiểu như cái thời gian đó mình cũng bận nhiều công việc, thành ra là không có đi xuống để lấy, thì cái nó già tàn quá đó, mới đem về đây rồi cắt dọn, thành ra nó có mấy cái con ong đực á. Rồi bữa nay thì nhiêu đây thôi nha anh em, mang tính chất là khoe ong. Đó. Rồi. Rồi. Rồi hai nhóm mình tay chào hết cả nhà ha, hai nhóm mình tay kết thúc cái video. Thì anh em mình là muốn tìm hiểu thêm về cái nuôi ong này thì cứ alo cho hai nhóm mình tay đi, hai nhóm mình tay mình sẽ là hướng dẫn nhiệt tình luôn. Đó. Nói chung thì kỹ thuật cũng không bằng ai. Nhưng mà được nuôi, cảm thấy mình nuôi được, lấy cũng thấy cũng ok, cũng có mật đó. Mình nên nuôi đi, thời buổi này nói chung nuôi cái con gì mà nó không có cho ăn đó, nuôi con gì mà nó không có cho ăn thì nó mới ok anh em. Còn mình nuôi cái con gì mà mình bỏ cái vốn nó ra nhiều quá, xong rồi mình lại là kiểu cho nó phụ thuộc vào thức ăn nhiều quá thì mình lại đâm ra bị lỗ. Đó. Còn mình mua mật ở ngoài thị trường thì bây giờ mật giả rồi, mật nói chung nó mật hoa chế nó rất là nhiều, mình sử dụng cái nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Còn mình nuôi như vậy thì mình không có bán thì ít nhất gì mình cũng có mật để mình xài. Đó. Thì hai nhái miền Tây thì nói chung từ nào giờ cũng nhiệt tình, tuy rằng cái kênh của hai nhái miền Tây nó không có mạnh. Cái hai nữa hai nhái miền Tây cũng không cần thiết phải kiếm tiền ở trên kênh. Đó. Cái mục đích của hai nhái miền Tây là mình muốn làm ra một cái kênh để tiếp cận với anh em. Rồi có nhiều lúc là kết bạn xa, không? Để có khi mình gặp lên ăn nhậu. Rồi. Thôi bữa nay như đây thôi nha. Rồi bữa nay mình kết thúc cái video mình ở đây. Thì anh em nhớ bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào cái góc đó ha, để đăng ký cho hai nhóm miền Tây nha. Rồi, chào anh em nha.